Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo tử vi tướng số, năm sinh là một trong những yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của đời người. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ sung túc nhưng lại ra đời vào đúng thời khắc hoàng kim, nên dù cuộc sống có vất vả cỡ nào cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Có những cặp đôi khi lấy nhau chỉ có cuộc sống bình thường, an nhiên sống qua ngày, nhưng sau khi sinh con, mọi thứ bắt đầu lội ngược dòng. Từ công danh sự nghiệp đến tài vận, tất cả đều viên mãn. Có những người sau khi sinh con làm quan to chức lớn, hưởng thụ cuộc sống đủ đầy, nhưng thần tài chiếu cố. Xin mời quý vị cùng theo dõi những cặp đôi nào sinh con năm 2023 Quý Mão mà may mắn đến như vậy. Thưa quý vị, nói về tuổi Mão, chúng ta thường hình dung về những người khá thông minh, nhanh nhẹn, kiên cường và có tầm nhìn xa. Vì vậy, tuổi Mão, đặc biệt là năm Quý Mão 2023, đang được rất nhiều các cặp đôi lựa chọn để sinh con. Tuy nhiên, chắc chắn rằng các cặp đôi muốn sinh con vào năm 2023 Quý Mão đang lo lắng, băn khoăn về việc sinh con năm này có hợp tuổi với bố mẹ hay không, có tốt hay không. Bởi vì con cái là kết tinh của tình yêu thương cha mẹ, con cái sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này của vợ chồng. Bên cạnh đó, cha mẹ và con cái có mối quan hệ vô cùng thiêng liêng, bền lâu và vô cùng quan trọng. Thậm chí, nhiều cặp đôi có thể hóa giải xung đột gia đình sau khi các bạn sinh một đứa trẻ hợp tuổi với vợ chồng các bạn. Và đứa con như sợi dây gắn kết cha mẹ lại với nhau. Bố mẹ sinh con hợp mệnh và tuổi không chỉ là giúp gia trạch ấm êm mà còn mang lại may mắn, vượng khí cho cả bố và mẹ. Chính vì vậy, trước khi sinh con năm 2023, rất nhiều cặp vợ chồng thường xem xét kỹ lưỡng làm sao để sinh con hợp tuổi với bố mẹ. 1. Trước khi lựa chọn xem sinh con năm 2023 có phù hợp hay không, thì quý vị và các bạn cần phải biết các thông tin cơ bản nhưng cũng rất quan trọng về tuổi Quý Mão 2023. Đó là các thông tin như mệnh khoái, ngũ hành bản mệnh, mối quan hệ xung khắc giữa thiên can và địa chi. Dưới đây là phần tóm tắt để cha mẹ hiểu hơn về tử vi của tuổi Quý Mão 2023, cụ thể như sau. Những người có năm sinh là Quý Mão thì có ngũ hành bản mệnh là mệnh kim, kim bạch kim. Vì ngũ hành bản mệnh thuộc kim nên sẽ tương sinh với ngũ hành bản mệnh thuộc hành thổ. Tương khắc, do kim bị hỏa khắc chế nên những người sinh năm Quý Mão sẽ tương khắc với ngũ hành bản mệnh thuộc hỏa. Xét về mối quan hệ Quý Mão thì trong đó có thiên can quý là âm thủy, quý thủy là thủy dùng để uống, cũng là thủy làm ẩm ướt như thủy của xương sớm, thủy của nước trong mưa sương hoặc nước trong bể cá, ao hồ, bể nước hoặc là nước trong chén nước, rượu ngon. Tính cách của người có thiên can là quý thủy thì luôn bình lặng, nhẹ nhàng, ôn nhu và có tính hướng nội. Họ làm việc gì cũng luôn cẩn thận, bình tĩnh và coi trọng nguyên tắc. Quý thủy cũng có ý nghĩa chỉ sự khép kín và sinh sôi nảy nở từ bên trong. Đa phần những người có thiên can quý thường là những người khá bình tĩnh, dịu dàng, hướng nội và cẩn thận. Vì thế, những người can quý khá hướng nội nên họ ít chia sẻ bí mật với người khác. Tuy nhiên, họ cũng thuộc kiểu người âm thầm nổi loạn từ bên trong. Những người có thiên can năm sinh là quý thường dễ gặp các bệnh lý về đường tiết niệu, tỳ, vị, thận, dạ dày khớp, thận và tai. Xét về tính xung hợp của thiên can thì thiên can quý hợp với thiên can mậu, dương thổ nhưng lại khắc thiên can đinh, âm hỏa và xung với thiên can kỷ, âm thổ. Xét về địa chi thì sang năm 2023 có địa chi là mão thuộc âm mộc, trong đó địa chi mão có chứa đựng các thông tin về sự xung hợp với các địa chi khác như sau. Địa chi mão có quan hệ lục hợp, nhị hợp tốt với địa chi tuất. Địa chi mão có quan hệ tứ hành xung với các địa chi tý, ngọ, dậu. Địa chi mão có quan hệ tương hại với địa chi thìn. Địa chi mão có quan hệ tương phá với địa chi ngọ. Xét về mối quan hệ giữa can và chi thì năm 2023 Quý Mão là can sinh chi nên những người sinh năm Quý Mão là người có năng lực, căn bản vững, gặp nhiều may mắn, ít trở ngại ở tiền vận. Sau khi có được các thông tin cơ bản về tuổi Quý Mão, nếu quý vị và các bạn muốn biết con sinh năm này hợp với bố mẹ tuổi nào thì khi xét chúng ta nên ưu tiên và đặc biệt chú ý đến các yếu tố liên quan đến ngũ hành, thiên can và địa chi của bố mẹ, xem có hợp với năm chúng ta định sinh con hay không. Bởi vì nếu các thành viên trong gia đình có thiên can, địa chi và ngũ hành bản mệnh,
cân bằng hoặc là bổ trợ được cho nhau thì có thể làm giảm nguy cơ xung đột trong gia đình và cũng có thể giúp cho cuộc sống gia đình êm đềm và bình yên hơn, cũng như ít hạn chế việc xảy ra cãi vã, căng thẳng hay những sự cố ngoài ý muốn. Đầu tiên chúng ta xét về ngũ hành bản mệnh của cha mẹ, đem ra so sánh với ngũ hành bản mệnh của năm 2023. Đơn giản nhất là xét ngũ hành tương sinh. Nếu như mệnh của cha mẹ mà xung khắc thì quý vị và các bạn nên sinh con hợp mệnh để những điều không may có thể được hóa giải. Cụ thể, bố mẹ có ngũ hành bản mệnh xung khắc thuộc thổ, thủy thì nên sinh con năm Quý Mão có ngũ hành bản mệnh là kim. Vì bố mẹ có ngũ hành bản mệnh thuộc thổ, trong quan hệ ngũ hành thì thổ sinh kim, chúng ta biết kim loại thường được hình thành trong lòng đất, do đó việc kim làm con của thổ được gọi là thuận thiên. Vì thế cha mẹ mang hành thổ muốn sinh con năm Quý Mão là hợp nhất. Các tuổi có ngũ hành bản mệnh thuộc thổ hợp sinh con 2023 là tuổi Canh Ngọ 1990, Tân Mùi 1991, Mậu Dần 1998. Bố mẹ có ngũ hành bản mệnh thuộc thủy, thủy được sinh ra bởi kim. Trong mối quan hệ ngũ hành tương sinh thì việc kim sinh thủy có ý nghĩa giống như trời tạo mưa, nuôi dưỡng vạn vật. Vì vậy bố mẹ hành thủy sinh con hành kim rất tốt. Vì khi đó sự xuất hiện của con mệnh kim sẽ tương trợ, giúp sức để cho bản mệnh của cha mẹ vững vàng hơn. Các tuổi mệnh có ngũ hành bản mệnh thuộc thủy đó là Bính Tý 1996, Nhâm Tuất 1982, Bính Ngọ 1966, Quý Hợi 1983, Giáp Dần 1974 và Ất Mão 1975. Ngoài ra, những bố mẹ có ngũ hành bản mệnh thuộc hành kim cũng có thể sinh con mệnh kim. Kim gặp kim sẽ tương tự nhau về tính cách cũng như lối sống, như vậy cuộc sống gia đình sẽ hòa hợp, tránh được những tranh cãi trong đời sống. Các tuổi mệnh kim hợp với con 2023, Nhâm Thân 1992, Giáp Tý 1984, Ất Sửu 1985, Canh Thìn 2000, Tân Tỵ 2001, Canh Tuất 1970 và Tân Hợi 1971. Tiếp theo chúng ta xét về yếu tố thiên can. Tuổi Quý Mão có can quý, gặp thiên can hợp với quý là mậu, can quý thiên về đối nội âm, can mậu thiên về đối ngoại dương. Âm dương hút nhau nên người có can mậu sinh, con Quý Mão là hòa hợp. Những người có can mậu là những người có số cuối cùng trong năm sinh là 8, như 1978 mậu ngọ, 1998 mậu dần. Riêng tuổi mậu thìn 1988 mệnh mộc nên không hợp sinh con Quý Mão. Ngoài ra, thiên can tân thuộc kim sẽ sinh thủy, vì thế bố mẹ can tâm cũng khá phù hợp sinh con Quý Mão, đó là các tuổi 1991 Tân Mùi, 1971 Tân Hợi. Riêng tuổi Tân Dậu 1981 mệnh mộc không hợp sinh con năm 2023. Sinh con năm 2023 hợp với bố mẹ tuổi gì về địa chi? Tuổi Mão nằm trong tam hợp Hợi Mão Mùi, vì thế mà các tuổi có địa chi là Hợi và Mùi cũng phù hợp để sinh con hợp tuổi bố mẹ. Những người tuổi Hợi sinh năm 1971 là Tân Hợi, 1983 Quý Hợi. Riêng tuổi Ất Hợi 1995 có mệnh hỏa nên không hợp sinh con năm 2023. Những người tuổi Mùi sinh năm 1991 Tân Mùi, riêng Quỷ Mùi 1979 mệnh hỏa và Quý Mùi 2003 mệnh mộc nên không hợp sinh con Quý Mão. Một số yếu tố khá quan trọng trong việc chọn tuổi sinh con đó là chúng ta xét đến các yếu tố như thiên lộc, thiên mã, quý nhân. Nếu cha mẹ sinh con mà đạt được tiêu chí về lộc mã quý nhân thì sẽ rất cát lợi, tài lộc thăng tiến, mọi việc hanh thông, có thể nói là đại cát đại lợi. Thiên lộc, nói về tài lộc, thiên lộc sẽ đem lại nhiều sự may mắn về tiền bạc, giúp gia sản tăng tiến, điền trang hưng vượng. Những cha mẹ có thiên can năm sinh là Ất mà sinh con năm Quý Mão thì sẽ có được thiên lộc. Hay có thể nói con Quý Mão sẽ có lộc của cha mẹ có thiên can năm sinh là Ất. Ví như cha mẹ sinh năm Ất Mão 1975. Thiên mã. Thiên mã nói về trạng thái động là tượng của sự thay đổi, bôn tẩu. Thiên mã chủ về sự trường tồn, gia trạch, luôn gặp sự may mắn, tin vui bất ngờ. Phát tài nhanh chóng, mọi công việc đều trôi chảy thuận lợi. Thường sinh người thông minh, nhanh nhẹn, khôi ngô, tuấn tú, lại hay xuất ngoại ra ngoài làm ăn làm lên. Những người có năm sinh nằm trong tam hợp, Hợi Mão Mùi sẽ có thiên mã nằm tại tỵ. Sau đó cha mẹ có địa chi năm sinh là tỵ mà sinh con năm mão thì con sẽ là mã của cha mẹ. Ví dụ như cha mẹ thuộc tuổi tân tỵ 2001. Quý nhân thiên ất là vị thần đứng đầu các thần, hết sức tĩnh mà có thể chế ngự mọi chỗ động, chí tôn mà có thể trấn được chi phù. Quý nhân một ngày hai mặt âm dương chia nhau trị. Quý nhân là cách khí, rất tôn quý nên nếu lựa chọn được tuổi sinh con có yếu tố này sẽ rất tốt.
Chúng ta biết rằng nhâm quý xà, thố tàng, nghĩa là âm dương quý nhân của người có thiên can nhâm và quý sẽ là người tuổi mão và tuổi tỵ. Như vậy người sinh năm quý sẽ có âm quý nhân tài mão. Vì thế, tuổi đạt được yếu tố sinh con là quý nhân trong năm quý mão sẽ là tuổi 1983 quý hợi. Như vậy, xét về mọi tiêu chí như ngũ hành, thiên can, địa chi, lộc mã quý nhân, thì những người tuổi sau nếu sinh con năm 2023 có thể đạt được sự cân bằng và phù hợp hơn cả. Đó là tuổi 1983 quý hợi, tân tỵ 2001 và ất mão 1975. Sau đó đến các tuổi đạt được tiêu chí về ngũ hành, thiên can, địa chi, đó là 1991 tân mùi, 1998 mậu dần, 1971 tân hợi. Các tuổi tiếp theo cũng có thể cân nhắc lựa chọn năm quý mão để sinh con, đó là tuổi nhâm thân 1992, giáp tý 1984, ất sửu 1985, mậu dần 1998, giáp dần 1974 và bính tý 1996. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta cũng đã tìm ra những con giáp may mắn nhất sinh con năm 2023 quý mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.